Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. 12 triệu hơn, không mua cái điện thoại này thì mua cái điện thoại nào nữa bây giờ? Uầy, 12 triệu hơn, chúng ta có quá trời những thông số thuộc dạng siêu khủng ở năm 2020 này. Snapdragon 865, 128GB bộ ở trong, camera 64 chấm, màn hình full view, không có một đục lỗ, không một điểm khuyết gì cả, hỗ trợ luôn cả HDR, trải nghiệm màn hình khá tốt. Pin 4007 có sạc nhanh 33W, nghe nó hấp dẫn chưa? Đây là Poco F2 Pro. Máy này thì sẽ được bán offline tại 7S. Có thể nói là bên cạnh Lazada bán online thì các bạn có thể mua offline tại 7S với mức giá là 12 triệu rưỡi. Đương nhiên mua offline như vậy thì các bạn sẽ có thể tự tay rạch seal tại cửa hàng, kiểm tra máy trước khi đi về. Thì nó cũng là một cái lựa chọn rất ngon dành cho các bạn. Vậy thì hãy cùng mình chia tay một chút để xem với Poco F2 Pro nó sẽ có những gì và liệu các bạn có nên mua hay là không nhá. Tuy nhiên thì trước khi nói kỹ hơn đến cái máy thì các bạn phải lưu ý bên trong cái hộp này một chút xíu này. Hộp màu vàng các kiểu giống như là Poco Phone đời đầu, các bạn sẽ được tặng kèm một cái ốp lưng. Đấy, mình thì không quan tâm đến những cái này lắm, mình chỉ quan tâm đến cái vụ sạc mà thôi. Đây là cục sạc của chúng ta có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 33W và nó sử dụng cái chuẩn A2C. Và theo như mình được biết thì nó cũng có thể tương thích ngược lại được với Power Delivery, nhưng nó không thể nào kích hoạt được cái sạc nhanh, nó gọi là Turbo Charge của chiếc điện thoại này lên. Thế nên hãy lưu ý thật kỹ, đây là các bạn hãy bảo quản cái cục sạc này, sợi cáp này, sợi cáp thậm chí bên trong còn được in màu cam khá là cách điệu nữa, để mà chúng ta có một thời gian sạc tối ưu hơn cho chiếc điện thoại này. Thế nhá, chứ nếu không thì không thể nào khai thác được hết, cái vụ sạc nhanh thì nó cũng hơi phí. Lưu ý nhỏ cái vấn đề đó dành cho các bạn nhá. Rồi, quay trở lại với Poco F2 Pro thì nó có cái gì? Cái điều đầu tiên đập vào mặt mình đấy là mặt trước nó rất là đẹp. Thực sự là nó rất đẹp luôn, bởi vì nó không bị khuyết, camera không, giọt nước không, đục lỗ không, không có một cái gì cả. Và trọn vẹn mặt trước chỉ là cái trải nghiệm về mặt hiển thị mà thôi. Nó cũng giống như kiểu là con Mi 9T Pro hồi năm ngoái á. Và thực sự thì con này nó còn to hơn cơ. Mình nhớ không nhầm là 6,7 inch thì phải. Rất to, rất sướng, trải nghiệm được quá đã. Và nó sử dụng cái tấm nền đấy là AMOLED. Tần số quét thì chỉ là 60Hz mà thôi. Nhưng mà cơ bản thì nói chung là nhiều thứ nó cao cấp về cái thông số rồi, nên cái màn hình này các bạn sẽ phải đánh đổi. Đấy vẫn chỉ là cái điều duy nhất mà mình tiếc trên cái điện thoại này mà thôi. Còn rõ ràng là tầm khoảng 12 triệu với Snapdragon 865 thì có lẽ là các bạn cũng không thể nào đòi hỏi được quá nhiều. Nói chung là cái trải nghiệm mặt trước màn hình ok, thậm chí viền bên dưới này mỏng vãi, ui nhìn mặt trước thích nhở. Đấy, camera ở đâu? Camera ở đây, thò thụt nè. Nó cũng có một cái phần đèn LED giống như là Mi 9T Pro hồi năm ngoái, các bạn thấy chưa? Đấy, nên thôi, mình cũng sẽ bỏ qua luôn cái vấn đề này nhá. Trải nghiệm về camera thì lát nữa mình sẽ nói đến sau. Thông số phần cứng thì có lẽ anh em quen thuộc rồi. Snapdragon 865, 6GB RAM, 128GB bộ trong. AnTuTu thì nó vào khoảng tầm 571.000 với điểm GPU rất cao, khoảng tầm 216.000 điểm. Trong quá trình chấm thì mình thấy nhiệt độ tăng khoảng 2,5 độ và pin sụt khoảng 2%. Đây là một cái thời lượng pin mình đánh giá là tốt và nhiệt độ cũng ở mức khá ổn. Không thực sự là quá tốt cho lắm, tại vì vẫn tăng khoảng 2 độ rưỡi. Nhưng mà với Snapdragon 865 mà tăng chỉ có 2,5 độ thì nó cũng đã tốt hơn rất nhiều so với nhiều cái mẫu điện thoại tầm trung. Thậm chí còn tăng tới tầm khoảng 4 độ, thậm chí là 5 độ. Và rất nhiều những chiếc flagship khác của nhà Samsung thậm chí tăng vào tầm 4 độ cơ. Nên đấy cũng là một cái mức nhiệt độ mình có thể nói là chấp nhận được. Và kể từ đó, mình tin là cái hiệu năng của nó trong quá trình mà các bạn chơi game nó cũng sẽ được giữ một cách tốt hơn. Và yên tâm, mình sẽ làm một cái video đánh giá thật kỹ về trải nghiệm game trên con điện thoại này sau. Còn bây giờ thì hãy nói đến những thứ khác. Mặt lưng đằng sau cũng là một cái điểm nhấn, đó là cái cụm camera được đặt theo cái kiểu hình tròn. Nhìn thì nó hơi hao hao giống phong cách thiết kế của Mate 30 Pro, nhưng mà mình thấy nó không đẹp bằng. Cụm camera này 64 chấm đặt ở giữa, đèn flash LED để bên ngoài. Nói chung là nhìn thì cũng có một cái người ta gọi là điểm nhấn, nhưng không thực sự quá xuất sắc. Logo Poco, một vài những cái chứng chỉ, mình thì rất ghét những cái chứng chỉ như thế này, bỏ đi hết để chữ Poco có phải là nó đẹp hơn không. Cái màu trắng này gọi là trắng phantom, mình không thực sự thấy ấn tượng cho lắm, nhưng mà cũng không thể nào đòi hỏi được quá nhiều. Thiết kế không phải là một cái điều mà có lẽ nhiều bạn cần quan tâm. Khi các bạn giờ vào những cái phần tiếp giáp giữa mặt kính và khung kim loại thì các bạn sẽ vẫn thấy có những cái độ dơ nhất định, và sẽ có những cái độ nó không mượt nhất định, nó vẫn sẽ có những kiểu nó hơi thô thô ấy. Đấy, được cái là cái mặt màn hình của chúng ta cũng được hoàn thiện khá tốt với cả cái viền kim loại, dẫn đến cái trải nghiệm nó cũng khá ổn. Máy thì cũng đã được dán sẵn một cái miếng dán bảo vệ rồi, và lời khuyên của mình đấy là nên bóc ra dán một cái cường lực vào
thì cái trải nghiệm vuốt nó sẽ tốt hơn. Chứ dùng cái này này nó hơi bị cần cấn ở cái phần viền. Khi mà các bạn sử dụng với những cái thao tác của Android 10 ấy, hoặc là MIUI phiên bản 11 ấy, thì nó sẽ bị cần cấn vướng vướng, nó không thực sự là tốt cho lắm. Nhưng mà các bạn có thể xử lý được những cái vấn đề nhỏ này. Camera cũng là một thứ khiến mình không thực sự quá ấn tượng. Thực sự thì trong tầm giá khoảng 12 triệu với thông số phần cứng như vậy thì các bạn sẽ phải đánh đổi đấy là cái camera không còn quá xuất sắc. Nhưng cái vấn đề mà mình nhận thấy đó là cái chi tiết của hình khi mà mình zoom ra mình vẫn có một cái cảm giác nó hơi bị nhiễu, nó hơi bị noi và nó hơi bị sạm sạm một tí. Nhưng bù lại cái màu sắc khi mà chụp hình thì rất là sướng, nhìn vân mây, màu trời, các thứ, mọi thứ lên rất là ngon. Nhưng trong một vài những môi trường thì kiểu ảnh nó cứ hơi bị xỉn xỉn nhẹ một tí xíu, mình không thực sự đánh giá quá cao. Cái điểm hay đó là cái detail, chi tiết của nó thì rất là ngon khi các bạn zoom ra như vậy, chụp sản phẩm, ví dụ như thế này thì nó thực sự rất là ấn tượng. Thế nhưng mà cũng không thể nào đòi hỏi được cái camera của dòng này quá nhiều, bởi vì cấu hình thì quá cao mà mức giá của nó thì thấp như thế, sẽ phải có những thứ các bạn đánh đổi mà thôi. Có một chi tiết nhỏ khác nữa, đó là cái camera này của chúng ta sẽ có luôn cái camera tele, hỗ trợ luôn macro, và cái camera này chỉ có độ phân giải là 5 megapixel. Thế nên các bạn cũng không thể nào đòi hỏi được cái chi tiết nó thật tốt khi mà chụp ở cái tiêu cự tele 2x. Nhưng được cái là hỗ trợ luôn cả cái macro thì nó cũng là một cái vui vẻ để giúp các bạn có thể chụp nhiều phong cách khác biệt nhau, thú vị hơn, ấn tượng hơn. Ok nhá. Và pin 4700 mAh khá là hợp lý. Máy thì không quá to, không đến nỗi quá dày, và cái mức trọng lượng thì mình vẫn đánh giá mức chấp nhận được. Nó nặng vào khoảng tầm 219g đấy cơ, tức là cũng thuộc dạng khá nặng rồi đấy. Nhưng mà với spec như vậy, pin lớn 4700 như vậy thì mình vẫn nói chung là tặc lưỡi chấp nhận được. Ngang ngang với cả mấy con kiểu S20 Ultra các thứ, nhẹ hơn so với 11 Pro Max một tí. Nói chung là cũng đầm, cũng cứng. Được cái là khung viền kim loại, mặt lưng kính thì chúng ta phải chấp nhận cái vấn đề nặng đó thôi. À, có một thứ nữa mình rất là thích, quên không nói. Jack cắm tai nghe 3.5mm. Xịn chưa? Vỏ hộp có gì? 5G. Xịn chưa? Mà không biết là 5G có dùng được ở Việt Nam không, nhưng miễn sao có 5G là ok rồi. Và các bạn biết có thêm cái gì nữa không? Hi Red Audio. Xịn chưa? Nói chung là bản thân mình đánh giá là nó có khá nhiều thứ phải gọi là xịn sò, và được tích hợp rất nhiều tính năng cao cấp vào đây trong một cái mức giá quá tốt. Nhưng nói chung là thông số nó là một chuyện, của trải nghiệm thực tế thì mình sẽ nói đến sau. Cái mà các bạn nhận được với một cái mức giá rất hời đó là một cái hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ, chơi game đảm bảo mức FPS sẽ cực kỳ ngon, và chúng ta có một cái trải nghiệm màn hình thực sự rất là trọn vẹn. Nhưng đánh đổi một vài thứ, ví dụ camera không quá xuất sắc, ví dụ như cái hoàn thiện của máy không quá ngon, hay là ví dụ không có cái tần số quét màn hình cao 90Hz, 120Hz, thì đó cũng là một thứ các bạn phải đánh đổi mà thôi. Nhưng mình nghĩ là chấp nhận được, tại vì mức giá nó tốt, 12 triệu rưỡi tại 7S và hiệu năng nó quá bá đạo như thế thì nó gạt đi được hết. Và các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này, về con Poco F2 Pro này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới. Và mình xin được nhắc lại, những sản phẩm này sẽ được bán offline tại 7S với mức giá là 12 triệu rưỡi. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video và ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Mua tại 7S thì các bạn sẽ được giặt siêu tận nơi, kiểm tra máy trước khi mua máy về, thay vì cái việc phải đặt online từ xa, thì nó cũng là một cái lựa chọn hợp lý hơn dành cho các bạn. Ok, thế nha. Video mình xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.